sáng ngủ dậy tự nhiên có linh cảm hôm nay ăn nhiều à. Mà mình được cái nói điều hay lẽ phải không bao giờ đúng, mà hễ ăn nói xà lơ bậy bạ là cái chúng bóc bóc luôn. Khởi động cho cái cơ duyên ẩm thực ngày hôm nay là món mì mót. Nhìn hoành tráng vậy thôi chứ toàn là tôm thừa chả cá cặn của một bữa ăn lẩu không nhớ thời gian. Có nghĩa là nó lâu lắm rồi đó. Cũng hên là nó hạt nha, mì chua chua ngọt ngọt thì mấy cái topping nó cũng ngọt ngọt chua chua. Chứ bữa cũng mót tủ lạnh tính nấu mì rồi. Mà ta nói chỉ còn có mỗi cái đầu cá chiên à. Tưởng tượng ra cái món mì gói với lại cá chiên cái nó no nghe. Làm sao mà ăn sánh bằng được với cái món đậu hũ phô mai này chứ. Cắn vô nó mềm mềm dai dai, bên trong còn có phô mai béo béo nữa. Cỡ nhưng mà ăn mì chua cay mà thả mấy cái viên chả cá này vô là ăn sung sướng cõi đời. Có điều tham ăn quá con mắt to hơn cái bụng. Thảy vô quá trời viên chả luôn, đút cuộc ngồi nhơi nhơi mãi mới hết. Ăn xong no tới cái mức đại não đi ngủ đông. Ngữ hứa với lòng là chiều không ăn nhiều nữa tại vì no quá rồi. Ai có về đâu có đúng giờ, bụng mình nó đói như một hệ điều hành. Quyết định ngay trong một nốt nhạc đi ăn cái món mà thèm bấy lâu nay rồi. Vì nó cũng hơi xa nhà, mỗi lần đi cũng phải đấu tranh tư tưởng dữ lắm. Lá lớp mở chài lá lớp. Y mà hỏi thiệt nha, mở chài với lá lớp mấy bà thích cái món nào hơn? Riêng người chơi hệ khô béo như tôi thì đương nhiên là chọn lá lớp rồi. Ý lộn, mở chài. Nhưng mà cũng phải công nhận cái lá lớp nó thơm ha. Cái thứ cái đồ lòng tham vô đấy. Có bao nhiêu món ngon là muốn thồn hết vô họng mà. Tôi ăn như thể tôi đi có một mình vậy đó. Chèn ơi, cái mùi mắm nêm nó thơm thuần khiết. Lá lớp mở chài ngọt ngọt béo béo mà cuốn với rau nữa thì ăn còn gì bằng. Xong món đó mình đổi vị giác đi, đổi một cái món nó chua chua như vậy nè. Món bò nhúng giấm thì ở đâu cũng có thiệt đó, nhưng mà riêng giấm ở đây mình có thể húp cả nồi. Nghe hơi sót cái bao tử ha, nhưng mà ăn nó cuốn lắm. Mình thích cái sự có chút xả chút cay giống vậy nè. Nhúng bò vô lấy ra bỏ vô miệng nhai nhai nó thơm nức cái mũi. Quán này tôi ăn từ cái thời mà chai nó đông tôi như diều đông gió, tới giờ mất con diều luôn vẫn còn ăn nè. Này là phát sinh cuối ngày nè, một ly sô cô la chuối. Gần đây là tôi bị mu muội bởi cái món nước này nhất đó.